Ồ, Chú Huynh đây, chú Huynh người quá đẹp ha. Dạ rồi, Today quá will be đẹp a luôn. better day. Con sống tươi gì vậy? Cá mè hoa. Chúc bà chúc mốt cho thằng Tường gì biết đi. Quen bà. Nó quen xuống đây rồi, mới hai cây chứ không có cỏ, chứ có cỏ ở đó nó ăn thôi. À, không quen đâu. Hôm qua còn con bò lem mặt sắp đẻ rồi, nó cứ ăn quanh quẩn đó thôi. There are two big hey, fish you. Right now at the shore. Ladies and gentlemen, here we are. Yes, very good, right? Good morning. Hey guys, welcome back. Please enjoy with us. And if you like fishing, if you like to eat fish, come and enjoy watching with us on this channel, Discover Vietnam TV. Yes, thank you. Here we go. Come here. Oh, we have a big fish here. Yes. Oh, not only one, but two. One more. I have one more. This is. Giữ. Cup. This is the cup. Very, very big cup. Yes. Okay. Bên mua nữa chị? Bên đi nữa. Bên đi. Đây. Chưa. Dạ. Rồi. À, để lên kênh ký này. À. Mình đi ra khoảng mấy km chị hè? Cái hồ này á? Không, chưa ra ngoài hồ hồi sau đếm chứ. À, 3 cây. 3 cây không xa vậy. Về hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ này nó rộng dữ lắm hả anh chị? Nhưng mà nói 3 cây là xa biết mấy hay đi khuất cái nữa luôn. Khuất cái nữa luôn. Dạ. Ladies and gentlemen, you see a very good sunrise in the Green Lake, and we feel very, very excited to watching the fishermen in the Green Lake with a lot of fishing activity, fishing boat, and certainly there are some guys who are going and standing for fishing over there, and there are some sporting bikers who are coming here for sunrise breakfast with coffee and banh mi or French bun. Hey guys, good morning. Just right here. Welcome back. Welcome to the Green Lake in the sunrise morning with the fishman. We will be looking and watching the big fish after an overnight fish by the two lady and gentlemen who were got a big benefit of the fish in the Green Lake. Yes, she is coming now with very, very big fish in the lake. You see, you have a good season of fishing right now. We are coming here in the sunrise so that we could have a interesting time with the fishermen. Ladies and gentlemen, please watch fully this video with us and leave some comment, like and share this video. Thank you very much. Wow, con mè to dễ sợ chưa? Quá đã. Ồ, sướng chưa? Dạ. Con chắc à. Sống không? Sống không? Con chẳng
về đâu. Chú ơi, cá mè này chú lưới hay là câu đây chứ? Lưới này thôi hả? À, còn có cái lưới này gọi là lưới mấy chú hả? Lưới 16 phân. 16 à? 14 phân đó. Dạ. Hay vậy? Cá mè là lấy đây mua rồi. Đánh của nó kêu đừng ngay chứ hả? Hay đó. Cả đêm hay là sáng dậy mấy giờ chú tới đánh cá vậy? Cả đêm. Thank you for watching with us. Dạ. Con thích xe này lắm ạ. Thích xe thể thao này lắm. Mà có điều không biết có đắt không chú hề? Tùy. Tùy à. Mà có chiếc nào 10 triệu không? Nói chung là cỡ 10 triệu có chứ. Đó, dạ. 10 triệu là đạp được hả? 10 triệu là ngon lành rồi đấy, đạp được chứ. Dạ. Thì mình nói chung mình chơi thì mình ưng, mà chơi máy là mình chơi máy. Dạ. Thấy đủ gió ở đây. Con ưa đi xe đạp thể thao, thấy anh em với mọi người họ đi nhiều kìa. Mà chơi cái này là phải về sớm mà chú. Chơi ba thì dậy cỡ 4 giờ 4 rưỡi đi được rồi. Dạ. Dạ. Mình thấy buổi chiều cũng được, cái áo ép mình về sớm thì để đi đá. Dạ. Nhưng mà sợ là buổi chiều thì mắc đi làm, mà buổi sáng thì dậy không nổi á. Dạ, nổi chứ, giờ bữa đầu thôi. Bữa đầu thôi chứ. Thì cỡ 4 rưỡi dậy 5 giờ, cái chuẩn bị nước nông cái 5 giờ đi. Dạ. Đi cỡ 6 giờ về, để giết. Dạ. Chơi xe đạp này tốt quá chú ơi. Dạ. Đúng là dạ, ngoài như đi là quá sướng nè. Buổi sáng mà đi ăn được với nhau, chơi được với nhau vui nè. Dạ. Mà đạp đi rồi có xe có sửa nhiều không chú? Ruột thôi. Dạ. Còn qua cái đồ này quá dễ chịu hư. Dạ. Hắn hư là hư xanh hả? Hư xanh thôi. Hư xanh, ví dụ như chúng mình trúng đồ mặn dẫm là hư thôi. Dạ. Với lại đạp mà cũng đừng có đua lắm nữa thì mình giữ xe đúng được. À, mình đạp thể thao chứ. Đạp thể thao thì được. Nhân đua đó. Con thấy đi ra mấy đường lớn, đường biển đó chú kìa. Úi giời, họ vùng vụt đó. Không, cái nước cái này thì đua. Cái đó là cái giới nằm trong cái tổ chức đua. Dạ. Tập